Xin chào anh em, đây là quảng trường Đại Nội, thành phố Huế. Hôm nay sẽ là một video clip cực kỳ hấp dẫn. Mọi người cùng chờ xem điều gì sẽ diễn ra trong video clip này nha. Let's go. Nay mình có sự kiện của Cool tại trường tiểu học Trần Quốc Toản. Rất là đông các bạn học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản đã tập hợp tại đây để cùng đón xem sự kiện của Cool Dance Festival. Hôm nay mình có một màn biểu diễn chung với lại Lương Gia Khiêm, yeah. Việt Nam Idol Kid, đúng không? Dạ đúng rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em còn bé lắm, em mới có 16 tuổi thôi. 16 tuổi, em tập hát từ lúc mấy tuổi nhỉ? Em tập cũng lâu rồi đó. Lâu rồi. Tập chắc tầm 90 tuổi á. 90 tuổi. Vâng, dạ, vâng, khá lâu rồi. Đã lâu. Dạ, em hay tập luyện thể dục thể thao không? Dạ, em cũng yêu. Nếu mà em suy nghĩ trước rồi, nếu mà em không làm ca sĩ thì em sẽ đi làm đá banh. Wow, chúc mừng với anh, hay quá em ơi. Và hy vọng là sẽ có một màn biểu diễn thật hay, thật sôi nổi cùng với Lương Gia Khiêm trên sân khấu nha. Mọi người cổ vũ cho Lương Gia Khiêm và TV Style nhé. Yeah. Ngày xưa đam mê papa là thành một người chiến sĩ, để gánh vác muôn phương, để xây đắp quê hương, để bảo vệ gia đình yêu thương. Đam mê mama là gì? Ngày xưa đam mê mama là thành một người bác sĩ, để cứu chữa muôn người, để giúp đỡ mọi người, để nụ cười luôn ngập tràn trên môi. Nào mình cùng đi 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 đi, đừng ngại ngần chi 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 chi, chỉ cần niềm tin ta luôn trong tim thì mọi giờ nào có xa gì. Nào cùng nhau mình đi thôi, chần chừ chi nào bạn ơi. Nào cùng nhau ta sáng tạo nhiều điều mới. Nào mình cùng bay 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 vào tận trời cao 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 cao, người chọn nhiều thương cho nơi xa xôi, dù là biển lớn hay núi đồi. Vì cho đi là còn mãi, vì đam mê đừng ngần ngại, thật là cool. Giờ thì mình đang ở một sân bóng đá, sân Tây Lộc. Đây là một cái sân cỏ thật. Và trong kia có rất là nhiều các bạn nhỏ đang tập luyện bóng đá rất là chăm chỉ. Toàn là thấy hình như là bên đây là chắc 8-9 tuổi, bên kia chắc là 10-11 tuổi nè. Tập sân vận động cỏ thật như cầu thủ chuyên nghiệp luôn. Mình nghĩ là mình sẽ rủ các bạn ở đây chia hai đội cho các bạn thi đấu một trận thi đấu bóng đá để cho mọi người thưởng thức nha. Cỏ có vẻ mỏng, không dày như một số cỏ ở Sài Gòn mình hay đá. Cỏ khá êm ái và thoải mái và đều đặn nè. Sân cũng rất là đẹp. Nơi tập luyện khá lý tưởng cho mặt sân cỏ thật. Going.
Mình đã tập hợp được hai đội. Một đội phía bên này sẽ thi đấu với lại đội phía bên này. Thì bên đây là áo cam trước đi. Mình có tên tổ này chưa ta? Tổ này tên gì? Thôi đặt luôn cho nè. Đây là Ngõ Môn. Ok không? Đội Ngõ Môn nha. Rồi áo xanh bên đây là Kỳ Đài. Được không? Em tên gì? Dạ em tên là Hồ Thanh Quốc Trung. Ngô Thanh Quốc Trung. Dạ. Hồ Thanh Quốc Trung. Dạ. Dạ Lê Hoàng Long ạ. Lê Hoàng Long. Dạ em tên là Hoàng Văn Nhật. Hoàng. Hoàng Văn Nhật. Văn Nhật. Dạ em tên Lê Thái Văn Nguyên. Dạ em Dương Văn Hà. Tên Hoàng Ngọc Sú. Dạ. Hoàng Ngọc Sú. Hoàng Ngọc Sú. Em tên Phan Tài Quốc Khánh. Dạ đây là xong đội Ngõ Môn nha. Còn đây là FC Kỳ Đài. Em tên gì nhỉ? Dạ Đinh Gia Bảo. Đinh Gia Bảo. Dạ em tên Trần Quốc Trần. Trần Quốc. Em tên là Lê Thái Gia Phúc. Em tên là Đăng Hoàng. Dạ em tên Ngô Việt Thiên. Dạ. Dạ. Ok, dạ, hôm nay hai đội sẽ thi đấu một trận thi đấu sân 7 tại đây nha. 3 2 1. Yeah. 3 2 1. Yeah. Ok, rồi giờ thì chuẩn bị thi đấu nha. Rồi, thật ra thì mình không thuộc tên. Mọi người cứ xem và thưởng thức nha. Tất cả cầu thủ ở đây là pha trộn giữa 9, 10, 11 tuổi. Wow, rất khéo. Khung thành khá to. Wow, một pha lâu ra. Wow, pha ghi bàn của đội Kỳ Đài. 1-0. Wow, rất tốc độ. Mất bên. Phải công ngược cho cầu thủ áo cam. Dứt điểm. Wow, pha đột phá của Một Đều. Quá hay. Wow, quá hay luôn. Qua luôn hai người. Tấn công vào trung lộ. Dứt điểm. Không vào. Một pha bay người rất xuất sắc của thủ môn đội Ngõ Môn. Lên banh từ phía cánh phải. Coi có dứt điểm không. Wow, rất khéo léo. Mặc dù rất nhỏ con nhưng rơi bóng rất tốt. Wow, một pha draw lệch rất hay. Dứt điểm. Wow, wow, quá hay. Một pha xoay người và dứt điểm. Một pha bóng rất hay của cầu thủ quần vàng áo bít xanh. Thủ môn đội Ngõ Môn nhìn rất vui. Tấn công bên cánh trái. Wow, một pha qua người rất hay. Dứt điểm, chúng sang ngang, vẫn có bàn thắng. Quá hay. Hai đều. Bàn thắng gỡ hòa của đội Ngõ Môn. Một pha đột phá và dứt điểm rất tuyệt vời. Wow. Tranh chấp rất tốt. Rất máu lửa giữa cầu thủ nhí và cầu thủ lớn hơn. Dứt điểm từ xa. Wow, một cú dứt điểm rất tốt của cầu thủ số 3. Cú sút trái phá. Các bên chà. Mặc dù cầu thủ nhí nhưng rất tốc độ. Wow, pha La Coresta. Cầu thủ nhí dứt điểm. Wow, rất hay. Rất hay. Như Messi. Ba đều. Pha dứt điểm rất hay của cầu thủ rất nhỏ con. Pha dứt điểm. Chúng cột dọc. Lấy được bánh không? Dạ, yeah, vẫn là cầu thủ ấy. Rất tốc độ. Không vào. Một cú dứt điểm khá nhẹ. Bên Ngõ Môn thì cầu thủ số 3 thi đấu cũng rất xông xáo và năng nổ. Wow, rất hay. Tuyệt vời luôn. 11 tuổi. Wow,
một pha sai lầm của thủ môn đội Ngọ Môn và một bàn thắng cho Kỳ Đài. Quá quá hay, Châu Cha qua liên tục hai ba cầu thủ, quá hay. Mình đoán cầu thủ 9 tuổi. Qua một pha dứt điểm, hai pha dứt điểm vẫn không qua được thủ môn của FC Ngọ Môn. Không được, hẳn không cho cầu thủ Ngọ Môn. Lên bàn rất nhanh, qua hết các cầu thủ của... Wow, pha lên bàn rất nhanh của cầu thủ Ngọ Môn. Một pha dứt điểm trái phá. Cầu thủ số 25 này thi đấu khá nổi bật từ đầu trận đến giờ, mặc dù thể hình khá nhỏ bé. Qua wow, người rất hay, dứt điểm vào. Cầu thủ số 3 cũng rất tuyệt vời. Bây giờ cầu thủ số 20 của Kỳ Đài. Wow, wow. Một cầu thủ nhí khác đã có bàn thắng. Mình đoán là tầm 8-9 tuổi. Chuyền bóng ngang, làm gì đây? Vào! Một bàn thắng nữa của cầu thủ số 20, FC Kỳ Đài. Wow, ba người rất hay. Đột phá, tiếp tục, không vào. Một cú sút trúng cột dọc, rất xông xáo. Wow, pha đánh đầu. Wow, 6 đều. Quá hay. Một pha chuyền bóng dài và một cú đánh đầu rất hay. Không được. Yeah, hết giờ. Tỷ số là 6 đều. Một bạn đại diện nhận nè. Đây. Hình đó tên. Đúng rồi, xin mày băng đi anh tặng ai tặng. Anh tặng ai tặng. Rồi, còn đây. Tin. Hành trình của mình tại Huế đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để đón chờ những video clip tiếp theo hay hơn, hấp dẫn hơn. Mình là Phạm Trung Thi. Xin chào, hẹn gặp lại.